Khi mà tổng Biden đã làm trong vòng 3 năm mấy này là những cái thành tựu mà trong gần 100 năm nay tôi thấy không có người tổng thống mà làm được như ông Biden đâu nha. Tôi nói thật, ông vẫn là người ứng cử viên tổng thống mà có khả năng cao nhất để mà có thể chiến thắng. Vâng, đến bây giờ là hôm nay thứ hai, bác sĩ Ngô Bá Định chúng tôi đã thâu lại cái tiếng nói của bác sĩ. Nhưng mà thưa bác sĩ, thế thì tại sao lại có những cái nhân vật chủ chốt của đảng Dân Chủ ở Hạ Viện và Thượng Viện lại có một cuộc gặp gỡ với ông Joe Biden để xác định lại, vậy họ yêu cầu ông nên suy nghĩ về cái cách ông ra tái ứng cử cái kỳ này thưa bác sĩ? Oh wow, là người y sĩ đó thưa anh Trọng, tôi biết là sau cái tuổi mà 65 trở đi đó, cái sức khỏe mình nó xuống theo cái chiều dốc, nó hơi thời gian nó hơi stiff, tức là hơi nhanh đó. Thì nhất là như tổng thống Biden thì lúc là năm trước là năm 78 tuổi, thì sau 3 năm vừa rồi thì dĩ nhiên sức khỏe phải xuống rồi. Mình không ai đánh bại được ông bố thời gian đó, là father of time. Đúng rồi. Chắc chắn là phải xuống. Thì những người mà nằm ở trong, mà kể cả chúng ta nữa, và những người trong đảng Dân Chủ và thì hoặc là DNC đó, thì dĩ nhiên họ sẽ thấy tổng thống Biden sẽ tướng đi sẽ yếu hơn, không có gãy gọn, ăn nói không có gọn lúc trước, không ăn luyến thắng như lúc trước. Rồi cái tiếng nói ổng đã bị nói lắp từ nhỏ lớn rồi. Ổng bị cái tiếng khàn bao nhiêu năm nay rồi. Rồi lâu lâu nói như tôi với anh, lâu lâu nói mình tự nhiên mình ngừng lại, mình không nhớ nói cái gì nữa. Thì đúng như vậy, cái tuổi 81 là chắc chắn có một lúc nào đó mình ngừng lại mà mình không biết, cái mình ráng nhớ cái chữ đó mà tức quá không biết là chữ gì, cho nên nhiều khi mình ngừng lại đó, người ta nhìn vô người ta tưởng là mình đang bị seizure, là petit mal, tức là cái loại mà seizure mà nó staring, mà lúc trạng thái mà nó bị froze á. Mà thật ra lúc có thể là ổng đang nhớ là cái chữ đó mà cuối cùng mà nhớ không được, như tôi với anh đã được sẵn làm. Thì họ thấy cái debate vừa rồi là cái nước, cái giống như là nước tràn đầy đó. Có một số người, có 9 người, cho đến giờ này có 9 người dân cử của bên đảng Dân Chủ. Thì trong đó cái người mà mạnh nhất trong đó là ông Nadler, Jerry Nadler, với lại cái ông kia là ông Adam. Thì có thể họ thấy là tổng thống Biden yếu đi trong 3 năm nay, 81 tuổi rồi. Họ thấy là cái lần vừa rồi debate là không có nói nhanh gọn mạnh như là cựu tổng thống Trump. Thì họ cảm thấy, mà lúc đó ông Biden bây giờ ông nói thẳng rồi, hôm đó ông bị bệnh, họ check Covid không bị hết. Ông rất là mệt, ông mới bị jet lag, phải đi 2 vòng ở bên châu Âu, cái G7, hội nghị thượng đỉnh G7. Rồi cũng đi campaign ở những cái tiểu bang khác. Thì lúc đó thì 2 đêm đó, nhìn như không có ngủ đầy đủ, rồi ông lại bị bệnh nữa. Thì bị cảm đó, thì họ check Covid thì negative, thì nhưng mà đã làm hẹn là phải tranh biện rồi thì không bỏ được. Thì sau cái đó mình thấy là tôi lúc mà tôi đi về tôi cũng bị cảm đó anh. Anh có thấy tôi lúc đó tôi cũng mệt vô cùng. Thì thấy tổng thống Biden ngay từ cái câu trả lời đầu tiên mình thấy có vấn đề rồi. Thì mấy người đã đặt vấn đề là hỏi tổng thống có đủ khả năng, không phải là đủ khả năng để cái có thể mà thứ nhất là có để thắng cử tháng 11 này không, cái thứ hai là sau khi mà nếu mà thắng mà còn tại vị đó, cái 4 năm nữa đó có làm được, có làm được hay không. Đó, cái là cái thứ hai đó. Cho nên thì có nhiều cái góc nhìn khác nhau, có nhiều góc nhìn mà tôi thấy đa số, tôi cho là như vậy nha, là những người vội vã, những người mà hốt hoảng, những người overreactive, những người chủ bại, mà những người yếu bóng vía đó, thì họ thấy chết cha rồi, phải tìm một người dũng mãnh nói chuyện này nọ. Thấy Newsom, Gretchen Whitmer, hay là Klobuchar, hay là ông bao nhiêu người, hay là Shapiro, nhưng mà tôi giải quyết cái vấn đề đa số là như vậy, thì tôi nói các anh chị đó là sai rồi. Không thể gì 90 phút đó mà đánh đổ lên những gì mà tổng Biden đã làm trong vòng 3 năm mấy này, là những cái thành tựu mà trong gần 100 năm nay tôi thấy không có bác không có người tổng thống mà làm được như ông Biden đâu nha. Tôi nói thật. Với lại 54 chiều dài và kinh nghiệm của ông Biden, cộng thêm nữa là ngày hôm sau đó anh thấy không, tổng thống Biden đã đi vận động tranh cử ở ngay bên North Carolina, ở New Hampshire, rồi New Jersey, New York, rồi Philadelphia, ở Pennsylvania, rồi sắp sửa đi Vegas, Nevada phải không? Thi ngay ngày hôm sau mà nói giọng rất là mạnh, nhanh mà rất là vững vàng, rất là kiên định, khẳng định. Thi mình thấy, nhưng mà nói thật tôi rất là lấy làm tiếc cho ông Biden và
và Bạch Cung. Ngay ngày hôm sau hôm đó đó, trong lúc mà đi mà vận động tranh cử mà nói hùng hỗn hồn như vậy, mạnh mẽ như vậy, mình cũng nên họp báo đi. Tôi nghĩ là ổng có đi interview mà trễ một chút, là khoảng 6 ngày thứ 6 hôm sau với lại Stefano Bolas. Nhưng mà thì cái buổi interview nó cũng không có gì mà to tát hay là hùng mạnh đâu, nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là Nhà Trắng nên họp báo ngay ngày 2 ngày hôm sau để khẳng định là cái điều là Tổng thống Biden đã bị jet lag, đã bị cảm, đã check Covid không có, đã bị rồi xong đó phải minh định như vậy. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay nè, tức ngày hôm nay là ngày July, ngày the 8th, tức là thứ hai ngày hôm nay nè, thì Nhà Trắng cái bà Karine Jean-Pierre mới ra để trả lời tất cả những câu hỏi mà các bên mạng truyền thông đó, báo chí mới hỏi, thì tôi thấy nó hơi trễ một chút, nó gây ra đưa nhiều cái hoang mang. Nhưng mà tôi xin nói với người hoang mang đó là để mà kiếm một cái người mà thay cho ông Biden không phải dễ, tức là ông Biden phải tự nguyện đi xuống từ chức, thứ hai là người đó phải được nominate trong tất cả những cái tiểu bang, mà một trong những tiểu bang hay là 3-4 tiểu bang đó có những người ra muốn tranh cử đó thì phải đi vận động lại, rồi lấy cây quỹ, tại cái tiền ở bên trong Biden hơn bao nhiêu trăm triệu đô la không có được chuyển nhượng cho cái người mới, nó không có cái luật pháp cho làm điều đó. Vậy cái thứ hai nữa, cái người đó đó để mà dễ dàng nhất là có thể là phải là bà Kamala Harris, tại vì đâu có thể tôi là phó tổng thống bây giờ đùng cái có một người nào mà ông nói thật, ông Gavin Newsom đó, ông popular, có thể một số người thích ở một vài tiểu bang ở California, nhưng mà ở những tiểu bang khác chưa chắc. Bà Whitmer cũng vậy nữa, bà chỉ popular, tức là có tiếng, được yêu chuộng yêu mến ở cái tiểu bang Michigan của bà, nhưng mà đi ra những tiểu bang khác đâu có ai biết bà đâu. Mà thưa cho bác nên sĩ, đâu có dễ gì kiếm một cái người nhân tuyển thay cho ông Biden nếu mà ông tự nguyện xuống. Thưa bác điều sĩ, là khó khăn vô cùng. Tôi không nói về cái khả năng của mọi ứng cử viên, vì đó là do đảng đề cử và cái người đứng đưa ra để thuyết phục được đồng viện của mình, đồng đảng của mình, tín nhiệm mình. Ở đây chúng tôi muốn nói đến cái sức lực, cái bổn phận và cái trách nhiệm của người lãnh đạo quốc gia. Vâng. Cái trách nhiệm đó có nghĩa là như thế nào? Nếu ông cảm thấy sức khỏe của ông không ai biết bằng sức khỏe của ông, cho dù bác sĩ đi nữa, không phải biết. Tại vì sao tôi nói điều đó là tại vì hôm thứ Sáu trên chiếc Air Force One trở về từ Wisconsin, trở về lại Delaware, thì lại một nguồn tin là cho rằng ông đã bị khủng hoảng sức khỏe trên chiếc Air Force One đến từ Michigan, từ Wisconsin đi về Delaware. Và thậm chí một người phóng viên của AP đến lúc cuối cùng ra khỏi máy bay mới xác nhận là điều đó là tin sai, không có đúng sự thật. Vâng, đúng. Thì tại sao người ta lại dấy lên những cái nguồn tin như vậy? Thì làm sao mà có thể điều hành một cái chức vụ có thể nói là quá nặng nề đối với một vị nguyên thủ quốc gia hàng đầu trên thế giới, phải không thưa bác sĩ? Nếu trong chính trị nó dã man lắm anh. Vậy quý vị không biết, tôi nói chuyện với những cựu dân biểu, những người mà thị trưởng, tôi ngồi nói chuyện có tính cách anh em với nhau đó, dã man lắm anh. Nếu mà đánh phải đánh cho nó chết, mà phải mỗi lúc nào cũng trong một đám như này phải nhìn mặt, điểm mặt, có đứa đó có phải là tình báo của cái phía bên kia mà nó vô nó phá mình không? Tôi nghe tôi rùng rợn lắm. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng tuần này. Cái điều mà chúng ta muốn nói đến là liệu ông Joe Biden có nhận cái trách nhiệm của một công dân Hoa Kỳ khi cảm thấy rằng mình không còn đủ khả năng về vấn đề sức khỏe, chứ không phải nói vấn đề tinh thần và kinh nghiệm, để hướng dẫn cái quốc gia này qua cái cuộc tranh cử với đảng Cộng Hòa mà hiện nay thì hình như gần tới 100% là ông Donald Trump sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa. Điều mà chúng tôi muốn nói đó là cái trách nhiệm và bổn phận. Và cái điều thứ nhì mà chúng tôi muốn nói đến, kính thưa quý vị, đó là liệu đảng Dân Chủ có thể nghĩ đến, tại sao thôi khi có những người thành viên cao cấp của đảng Dân Chủ lại nghĩ đến cần phải thay thế ông Joe Biden, có lửa mới có khói, có chuyện mới có vấn đề bàn cãi, chứ còn thực sự ra không có cái chuyện gì. Người ta nhìn vào cái cuộc tranh luận vào của do CNN tổ chức vào 2 tuần trước đây thì người ta nghi ngờ về một cái khả năng điều hành quốc gia của ông Joe Biden. Lẽ nhiên tất cả các giới báo chí họ có quyền nghi ngờ và họ quyền nêu lên vấn đề đó. Nhưng mà thưa bác sĩ, đến bây giờ thì có những cái tin tức đưa ra là bà Kamala Harris có thể thay thế ông Joe Biden ngựa giữa đường. Và cho tôi xin hỏi bác sĩ một cái điều, bác sĩ rất là rành về hiến pháp Hoa Kỳ, thế thì liệu một ông tổng thống đã 2 nhiệm kỳ rồi, bây giờ ông ra ứng cử phó tổng thống được không thưa bác sĩ? Dạ, xin trả lời là dứt khoát là không anh. Bác sĩ chiếu theo cái điều nào để nói không? Theo cái tu chính án số 12 đó, là những người nào mà đã làm nhiệm kỳ 2 lần rồi đó, thì không được run cho làm tổng thống và kể cả phó tổng thống.
Thì tôi nghĩ chắc anh Trọng biết tại sao mà không làm tổng thống này dễ hiểu rồi, tại đã đủ hai lần, tại sao phó tổng thống mà cũng không được nữa. Thì chắc anh Trọng phải, anh Trọng như có nói cho mình cái lý do mà tôi rất là đồng ý với anh Trọng. Xin mời anh Trọng trả lời cho quý bà con. Thì tôi chỉ nghĩ có một cách duy nhất là cái người phó tổng thống là người number one để thay thế ông tổng thống. Dạ. Mà ông đã là hai nhiệm kỳ tổng thống rồi thì không có lý do gì để trở thành tổng thống trong một phút, một giây hoặc là nửa tiếng đồng hồ cũng không được. Nếu có chuyện xảy ra với cái người tổng thống thì ông tổng thống họ đi mắc nhà thi đi nhà thương đó, không thể đảm nhiệm được, thì phải ông phó tổng thống phải tuyên, người phó tổng thống đó, phải tuyên thệ giữ chức tổng thống. Thì cái người mà làm tổng thống hai lần rồi là không được, không được làm phó tổng thống, tại vì có chuyện với người tổng thống đó thì người phó tổng thống là sẽ lên làm thống, rồi làm ra trái đi ngược lại với hiến pháp. Đúng rồi, cảm ơn bác sĩ cái điều 12. Nhưng mà thưa bác sĩ, cái điều này, cái chuyện mà ông Obama hay Clinton đây là đâu mà cái gì thế thì bây giờ là cái có một cái đề nghị bây giờ bà Kamala Harris sẽ trở thành tổng thống, ứng cử viên tổng thống, và ông Barack Obama sẽ là người hy sinh để trở lại phó tổng thống. Nghe thì rất hay nhưng mà cảm ơn bác sĩ, tôi cũng tìm ra được điều đó. Vì tôi nghĩ là không biết có cái điều 12 của hiến chưa, của hiến pháp. Tu chính án số 12. Tu chính án số 12. Dạ vâng. Thấy hiến pháp Hoa Kỳ họ lo đẩy đâu rồi bác sĩ ơi, đâu vào đó hết rồi. Thế thì bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề cốt lõi của vấn đề hôm nay. Thế thì đến bây giờ, tại vì chúng tôi biết được ngày mai sẽ có một cái buổi quyết định họp cuối cùng đối với ông Joe Biden. Thế tại sao người ta biết ông Joe Biden là cái người đã được qua cái cuộc bầu cử sơ bộ chọn và ông đã không cương quyết rút lui? Thế tại sao lại có vấn đề họp hành để làm gì nữa? Tôi nghĩ là cái người dân chủ, cái người mà tự trọng đó anh, mà cái người liêm sĩ mà người biết điều á, gặp tôi là ông Biden tôi cũng sẽ ngồi nói về chuyện với những người mà chấp bu của đảng Dân Chủ để nói cho họ biết là cái cảm nhận tôi như thế nào. Mà cảm nhận ông đã nói lần này là lần thứ 3, thứ 4. Ông nói là ông rất là khỏe mạnh, ông tiếp tục làm như ông làm. Và ông nghĩ ông là the best option, là cái khả năng mà cái sự lựa chọn mà hay nhất mà có khả năng chiến thắng cao nhất để đánh bại ông Donald Trump. Thì bữa nay ông đã minh định ở trên Morning Joe này, Morning Joe của đài CNN thì đã khẳng định điều đó rồi. Mà tôi tin là điều đó. Quý vị có nhiều người, tại sao ông lựa người trẻ, tại sao chỉ có hai ông già? Là quý vị thật, quý vị nói là quý vị không có đọc nhiều về chính trị đó, không có dễ đâu quý vị. Ông có thể 4 năm sau chắc chắn rồi sẽ kiếm người trẻ khỏe với lối là không nói. Nhưng mà ở cái thế chiến quốc bây giờ đó, mà quý vị không biết tại sao ông Trump là người có tội. Quý vị không biết đứng đằng sau ông Trump á là Christian Nationalism, Federalist Society, là đám những người Mỹ trắng mà muốn lại quốc gia của họ. Họ có thể một số người nghĩ ông Trump là thiên sứ xuống cứu độ thế giới này, nhưng mà ra số nhiều người ổng là một cái công cụ để phục vụ cho ý đồ tối hậu của họ là lấy lại cái đất nước Mỹ. Họ nói nước Mỹ này là được tìm ra bởi, lấy ra tạo nên bởi những người Thiên Chúa Cơ Đốc chính thống giáo, là những người da trắng chứ không có cớ gì. Tôi hỏi anh Trọng nghe, nhắc lại điều này nha, chúng ta là người Kinh ở Sài Gòn miền Nam, những người Việt gốc Hoa mà khi mà đi còn hai tàu tám đi, họ qua làm ăn chăm chỉ, họ làm giỏi lên đi, rồi có một số người trong chính quyền họ hiền hòa dễ thương, họ cúi đầu, có khi mình chọc họ là các chú ba tàu này nọ, họ vẫn cười không sao, họ nhường nhịn. Nhưng một ngày nào đó là 20-30 năm sau, 40 năm sau đó, họ nổ lớn lên, họ không phải ở quận 8 mà ở qua quận 1, quận 3, mà họ nói tiếng tàu không à, họ có vẻ mạnh hơn, họ có vẻ xâm lấn giống như người Chu ở nước Mỹ này. Thì lúc đó chúng ta nhìn lại là ồ kỳ đó nha, nguy hiểm quá nha. Thì người Mỹ trắng ở đây cũng vậy nữa. Cái chuyện mà Christian Nationalist, cái rồi mà chủ nghĩa dân tộc và bài ngoại đó, chúng ta là yêu Việt đó, chúng ta là Cơ Đốc giáo đó, họ đã có 30-40 năm này, họ đã từ thời trước ông Reagan đó, mà họ đã Federalist Society là Lena Leo đó, một mình Ray $1.6 tỷ để đưa 6 người tối cao pháp viện chánh án tối cao gồm cho cái Supreme Court đó. Thì quý vị nên biết những người đó họ lợi, họ muốn ông Trump là cái công cụ, là cái khả năng duy nhất để lấy lại đất nước của họ. Thì những người đó họ sẽ all in cho ông Trump. Chứ cho nên quý vị, với lại những người độc tài trên thế giới đó, họ all in for ông Trump. Quý vị, tôi đọc tôi biết. Họ bỏ tất cả những tài liệu, nguyên liệu, những cái khả năng mà tình báo hay là những cái công cụ mà cyber war này, chiến tranh mạng, là họ dồn hết để cho ông Trump thắng. Thế nên quý vị nói tại sao không phải là người khác cứ bầu ông Trump? Ông Trump là cái lựa chọn duy nhất bắt buộc của đảng Cộng Hòa. Bên ông Biden cũng vậy luôn. Nói ra nó hơi dài mà nói ngắn coi này nè. Ông Biden đã thắng trong một lần. Theo cái 13 điều của ông mà Littman á, trong mấy chục năm nay ông đã tiên đoán trong 10 lần ai chiến thắng, ông chỉ sai có một lần, mà lần đó đúng là ông thắng luôn, là ông Al Gore đó anh. Thì ông Biden met hết gần như là 9 đến 10 cái điều kiện đó, còn 3 cái điều kiện phải đợi đến cuối, đến tháng 10 chúng ta mới biết cái 3 điều kiện như thế nào. Thì ông Biden đã met, đã thỏa hiệp, đã đạt được
tất cả 9 đến 10 cái tiêu chuẩn trong đó. Cái một cái chuyện quan trọng là cái incumbent, cái người nào đã làm tổng thống mà ứng cử lại đó dễ thắng hơn cái người mà chưa không phải incumbent. Dễ thắng nhưng mà Donald Trump bị thất bại sao? Đó thì ông Donald Trump bị thất bại thì cái COVID, tại thời đó ông bị recession, kinh tế nó bị xuống sau cái vụ mà COVID. Hay là bị ăn cắp phiếu? Dạ. cái đó không có, đó chắc chắn. Anh cắp phiếu cho đến giờ này người ta nói đa số anh gian là từ phía bên Cộng Hòa. Yeah. Chồng biết bao nhiêu cái vụ mà bị ra tòa, bị bắt đi ở tù, đa số là như có một bà Việt Nam á, ở bên yeah. Iowa đó, yeah. Ông bà đi ký giấy proxy rồi lấy phiếu rồi là bà là ấy cho ông Trump đảng Cộng Hòa đó. Yeah. Đa số những người anh gian năm 2020 bị bắt đi ở tù và bị lên án xử án là đa số là bên Cộng Hòa không à? Tại vì bác sĩ có cái quan điểm nhận định của bác sĩ, nhưng mà lại vì chúng ta không có thể nào mà chấp nhận rằng là cái xứ sở này là ký xứ của những người da trắng đầu tiên đến đây lập nghiệp không? Vì cái tên của cái quốc gia này United States of America, đây là hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Chính xác. Nếu quý vị có điều kiện lên ở tại New York thì quý vị thấy tượng thần tự do, nữ thần tự do bên người Pháp có đưa qua họ tặng, và cái dấu tay của tượng nữ thần tự do để nói đến đây là cái nơi mà chọn lựa tất cả mọi người trên khắp thế giới đến đây để thành lập một cái quốc gia mới, đó là United States of America, đó là Liên hiệp Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ.